Quý vị và các bạn, các bác và anh em thân mến, chiếc màn ảnh nhỏ của các bác và anh em đây là một sản phẩm đầu giải mã âm thanh chính hãng của hãng Zenith đến từ Singapore với mã sản phẩm là DAC DA800, một sản phẩm đầu giải mã âm thanh giải mã 32 bit, tần số lấy mẫu cao nhất có thể đạt được là 384 kHz, hỗ trợ nghe nhạc DSD chất lượng cao lên tới DSD 256 và có kết nối không dây Bluetooth 5.1 với rất rất nhiều những codec âm thanh Bluetooth nổi tiếng nhất trên thế giới hiện tại. Đi kèm với đó là sản phẩm này có những con chip xử lý cao cấp như là ESS9018K2M này, SA9227A này, QCC5125 này, TPA6120A2 và LM4562. Đây là một sản phẩm đã hết hàng. Đây là một sản phẩm giải mã âm thanh 32 bit cực kỳ là chất lượng mà phụ kiện audio mới về lại được hàng để phục vụ các bác và anh em trong cái dịp cuối năm cận Tết Nguyên Đán như này. Đây là vỏ hộp bên ngoài của sản phẩm như này ạ. Đây, toàn bộ vỏ hộp bên ngoài của sản phẩm, một chiếc vỏ hộp cắt tông hình chữ nhật logo của hãng Zenith ở đây. Ngay sau đây thì em sẽ mở hộp sản phẩm ra để các bác và anh em chúng ta cùng nhau tham khảo nhé. Đầu tiên là mở hộp sản phẩm ra thì sẽ có những cái lớp bìa cắt tông như này. Bên trong những cái phụ kiện thì sẽ có dây cáp quang này, dây kết nối USB này, củ nguồn adapter này, đây là một củ nguồn adapter đi kèm theo máy này, và một dây Bluetooth để chúng ta có thể sử dụng kết nối Bluetooth không dây 5.1 được ổn định hơn. Đó là tất cả những cái phụ kiện có bên trong chiếc đầu giải mã âm thanh này. Tạm thời em sẽ đóng kết vào hộp này lại cho gọn gàng, sau đó thì sẽ giới thiệu chi tiết đến với các bác và anh em về sản phẩm đầu giải mã âm thanh này. Đây là một sản phẩm đầu giải mã âm thanh với mức giá tốt nhất phân khúc giải mã 32 bit. Toàn bộ vỏ hộp bên ngoài 100% là bằng nhôm phay xước các bác em nhé. Đây, toàn bộ vỏ hộp bên ngoài 100% là nhôm phay xước. Trên cùng đây thì là Zenith, tên thương hiệu Zenith, logo của hãng này. Ở đây thì họ có ký hiệu luôn là có hỗ trợ LDAC này, LDAC này, hỗ trợ nghe nhạc DSD chất lượng cao này, Hi-Fi Digital Audio Decoder. Mặt đằng trước đây là model sản phẩm DA800 và các đèn báo đường vào âm thanh như là Casio này, đồng trục này, OPT là cổng quang này, USB là cổng PC USB này, và đây là ký hiệu kết nối Bluetooth không dây các bác và em nhé. Ngay bên cạnh này chính là hai đường ngõ tai nghe rắc cắm 6,35mm và rắc cắm 3,5mm. Rất nhiều những cái tai nghe chất lượng hiện nay thì họ đã sử dụng cái rắc 6 ly 3,5mm này rồi. Không biết là các bác và anh em chúng ta đã có sở hữu cho mình những cái sản phẩm như thế chưa. Và đây là núm volume, khuếch đại âm lượng này, đồng thời là nút tắt mở nguồn. Tắt mở nguồn thì các bác và anh em có thể nhấn giữ này để chúng ta tắt mở nguồn, nhấn giữ để tắt, nhấn giữ để mở, nhấn nhanh một lần để chuyển các chế độ đường vào âm thanh từ đồng trục này, cổng quang này, cổng USB hoặc là Bluetooth. Chúng ta nhấn nhanh như này, nó sẽ chuyển các chế độ, họ xoay núm volume, khuếch đại âm lượng vô cực, chúng ta xoay thoải mái cũng được. Bốn con ốc ở trên này thì toàn bộ là ốc lục giác. Đây là phần bên hông của sản phẩm. Hai phần bên hông này thì họ thiết kế những cái điểm G như này, thì khi các bác và anh em cầm sản phẩm lên nó rất là chắc tay, nó không bị trơn trượt các bác và em nhé. Mặt đằng sau này thì là cổng kết nối của sản phẩm. Đầu tiên ở đây là cổng USB. Cổng USB này, cổng ATN này để gắn dây Bluetooth. Cái dây Bluetooth này khi các bác và anh em mua sản phẩm về, chúng ta cũng nên là gắn luôn cái dây Bluetooth này vào để tránh tình trạng là bị thất lạc mất cái dây Bluetooth nhé. Cổng USB đây ạ, cổng USB Type-C này, cổng quang OPT Optical này, cổng đồng trục Casio này, và đường Output ở đây sẽ có đường Red, Right, trái phải. Và sản phẩm này thì có cả quang Out các bác bạn nhé. Có nghĩa là vào Bluetooth, Out ra quang, vào quang, ra quang, vào đồng trục, Out ra quang đều được. Rất là thuận tiện để các bác và anh em sử dụng. Cổng nguồn DC 12V. Và mặt dưới này thì sẽ có 1, 2, 3, 4 cái chân giảm rung chấn cho sản phẩm. Đây là sản phẩm Hi-Fi Audio Decoder. Mua đây sản phẩm DA800, số series sản phẩm đầy đủ ở đây ạ. Make in Singapore, hàng nội địa Sing các bác phải nhé. Đây là sản phẩm hàng nội địa Singapore cực kỳ là chất lượng để các bác và anh em tham khảo. Sản phẩm giải mã âm thanh 32 bit lên tới 32 bit. Tần số lấy mẫu cao nhất có thể đạt được là 384 kHz, hỗ trợ nghe nhạc DSD 256, kết nối không dây Bluetooth 5.1 cực kỳ là xịn sò. Đây là cái củ nguồn đi kèm theo máy, và cũng chia sẻ với các bác và anh em một chút là tất cả các hãng, không chỉ riêng Zenith, thì họ đều khuyến nghị là chúng ta
nên sử dụng đúng củ nguồn đi kèm theo máy để đảm bảo nguồn điện ổn định nhất đi vào thiết bị. Khi mà cái sản phẩm nó được cung cấp một nguồn điện ổn định, nguồn điện chất lượng thì bao giờ hoạt động của nó cũng sẽ trơn tru và mượt mà nhất, và tuổi thọ của sản phẩm cũng được tăng lên. Đây là củ nguồn adapter 12V mà hãng đi kèm cho các bác và anh em. Dây nguồn thì khá là dài để các bác và anh em thoải mái sử dụng nhé. Chúng ta cũng không nên là sử dụng những cái củ nguồn mua rời bên ngoài, bởi vì chúng ta không nắm rõ được chất lượng của củ nguồn nó như nào. Chúng ta cứ sử dụng cái củ nguồn đi kèm theo máy, dây nguồn thì rất là dài để các bác và anh em thoải mái sử dụng rồi. Ở đây thì nó họ có để kèm cho các bác và anh em một sợi dây USB nữa, rất là xịn sò. Có một cái miếng giữ cái dây này, một đầu USB, một đầu USB này, và một đầu jack Type-C các bác hiểu nhá, để kết nối USB. Cái này thì các bác và anh em có thể sử dụng kết nối từ máy tính vào giải mã này, hoặc sử dụng thêm một, những cái jack chuyển OTG chúng ta có thể cắm vào điện thoại hoặc là bất cứ một cái thiết bị gì chuyển đổi, điện thoại này, mixer này, bất cứ cái nguồn nhạc nào của các bác và anh em cần sử dụng tới cổng USB, chúng ta có thể là sử dụng những cái jack chuyển chúng ta kết nối được. Đấy, đầu USB và đầu Type-C như này. Dây USB thì rất là xịn sò các bác và anh em, bọc vải bên ngoài. Ở trong này thì hãng họ có để kèm cho các bác và anh em một cái sợi dây quang như này. Nhưng mà sau đây thì sẽ là một phần quà tặng nho nho nhân dịp cuối năm và cận Tết như này, dành tặng các bác và anh em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ phụ kiện audio trong suốt thời gian qua. Là khi mua sản phẩm đầu giải mã âm thanh Zenith DA800 này thì sẽ có hai phần quà tặng để các bác và anh em thể lựa chọn. Một là các bác và anh em thể lựa chọn phần quà tặng là một sợi dây cáp quang audio của hãng Hitachi với mã là Q108, chiều dài dây là 1m, để sản phẩm tặng kèm thứ nhất. Hoặc là các bác và anh em không lấy dây quang, chúng ta có thể đổi sang một bộ dây AV Hitachi hàng bãi Nhật xịn, chống nhiễu tốt, chất âm thanh, âm thanh trung thực, chi tiết để các bác và anh em chơi. Một bộ dây AV hoặc là một sợi dây quang, một trong hai sản phẩm này để các bác và anh em thể lựa chọn nhé. Đó là phần quà tặng em đi kèm. Ngay sau đây thì em sẽ kết nối sơ bộ sản phẩm để test sản phẩm. Các bác và anh em cùng xem thử chất lượng âm thanh của chiếc giải mã này nhé. Đầu tiên là củ nguồn đây, thì em sẽ cắm vào trực tiếp điện đang sử dụng tại nhà thôi, thông thường thôi. Tiếp theo là em sẽ cấp nguồn cho sản phẩm vào cổng nguồn DC 12V đằng sau này. Cấp nguồn cho sản phẩm này. Tiếp đến là đường ao ra, ở đây thì em sẽ cắm jack AV các bác và em nhé. Các bác và em để lựa chọn những cái jack khác như là quang ao này, 3.5 ao, 6.35 ao, rất là thuận tiện. Và đây là một sợi dây quang mà em đã cắm sẵn vào TV rồi, bây giờ em chỉ cắm đầu còn lại vào giải mã thôi. Như này là em đã kết nối sơ bộ thành công chiếc đầu giải mã âm thanh này qua cổng quang học optical rồi. Ngay sau đây thì em sẽ mở sản phẩm lên bằng một cách rất đơn giản. Bác và anh em chỉ việc nhấn nhanh một lần vào đây, vào cái nút volume này nhá. Nhấn nhanh một lần này, lập tức là sản phẩm đã có đèn báo. Và khi nhấn nhanh những cái một lần nữa thì nó sẽ chuyển các chế độ như là coaxial, OPT cổng quang, USB hoặc là Bluetooth. Hiện tại là em mới kết nối cổng quang thì em sẽ chuyển sang là OPT. Đây là một đúng volume to nhỏ âm lượng vô cực các bác. Như là đã kết nối thành công rồi, bây giờ em chỉ việc bật nhạc trên TV lên. Xin mời các bác và anh em cùng nghe thử chất lượng âm thanh của chiếc giải mã này nhá. Chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng ở trên chiếc giải mã luôn. Hiện tại em đang chọn nhỏ hết âm lượng này. Bây giờ cho to lên này. Đó là test nhạc qua cổng quang. Còn khi các bác và anh em muốn kết nối không dây Bluetooth thì chúng ta sẽ nhấn nhanh chuyển chế độ này. Chúng ta nhấn sang, đầu tiên là nó sẽ chuyển sang USB này. Nhấn thêm một lần nữa để chuyển qua Bluetooth. Sau đó thì các bác và anh em sẽ vào điện thoại nhé. Chúng ta bật Bluetooth trên điện thoại lên và đợi điện thoại tìm ra Bluetooth của sản phẩm này. Các bác và anh em đợi một chút này. Ở đây hiện ra DA800 này. Các bác và anh em sẽ nhấn vào để kết nối với sản phẩm này.
Đợi một chút này, đây sản phẩm điện thoại sẽ hỏi là có kết nối đồng ý độ kết nối không, thì các bác phải anh em ấn vào ghép đôi này. Như là đã kết nối thành công rồi, và một thao tác nho nhỏ nữa khi các bác và anh em sử dụng những chiếc điện thoại như là Samsung, Oppo, LG, nói chung là những chiếc điện thoại Android, thì các bác và anh em sẽ nhấn vào biểu tượng phần cài đặt ở ngay bên cạnh này. Đấy. Chúng ta sẽ bật chức năng LDAC lên đây ạ. Sử dụng âm thanh chất lượng cao, chúng ta sẽ bật lên. Như này là bây giờ tần số lấy mẫu sẽ cao hơn rất là nhiều. Và tiếp theo thì các bác và anh em sẽ vào, chúng ta bật nhạc lên thưởng thức âm thanh thôi. Đấy. Âm thanh là cực kỳ sắc nét luôn các bác và anh em nhé. Về kết nối cơ bản chiếc đầu giải mã âm thanh Zenith DA800 này, về chi tiết những con chip ở bên trong DA800 nó có những cái gì thì em sẽ để chi tiết dưới phần mô tả của video, các bác và em có thể ấn vào chúng ta đọc chi tiết về những con chip có trên này nhé. Những con chip đẳng cấp như là ESS9018K2M này, SA9227A này, QCC5125 này, TPA6120A2 và LM4562 đều là những con chip rất là cao cấp trên thế giới. Ngay sau đây thì em sẽ thông báo mức giá sản phẩm để các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo. Một bộ sản phẩm DAC DA800 này, bên trong sẽ có đầu giải mã này, giờ Bluetooth này, dây nguồn, củ nguồn đi kèm này, một sợi dây cáp USB này, đấy, một sợi dây cáp quang audio màu đen này đi kèm theo máy này, và một trong hai phần quà tặng là một bộ dây AV hoặc là một sợi dây cáp quang audio như này, hàng cao cấp xịn sò để các bác và em chơi, sẽ có mức giá là 2.850.000 đồng các bác và em nhé. Giải mã 32 bit, em xin nhắc lại, nhấn mạnh lại một lần là giải mã 32 bit. Tần số lấy mẫu cao nhất là 384 kHz, hỗ trợ nghe nhạc DSD256, kết nối không dây Bluetooth 5.1, cực kỳ là chất lượng. 2.850.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành sản phẩm trong vòng 1 năm để các bác và anh em yên tâm sử dụng nhé. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn, phối ghép hoặc đặt sản phẩm, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với phụ kiện audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với phụ kiện audio. Chân thành cảm ơn toàn thể tất cả các bác và anh em đã cùng nhau theo dõi hết video trên kênh YouTube của phụ kiện audio. Hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.